Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em quay lại với mình ha. Thì hôm nay mình làm tiếp một cái video nữa, đó là chia sẻ về tình hình thu nhập của tài xế khu Bình Dương, Đồng Nai, Long An gì đó, để anh em cập nhật ha. Nhưng mà vừa chia sẻ mà vừa tham khảo ý kiến của anh em như thế nào ha. Thì đối với mình chạy hôm nay mình thấy như vậy, mình chia sẻ anh em tham khảo. Mình nghĩ là chắc là cũng phải 70% là anh em gặp trường hợp giống mình rồi. Và chia sẻ để cho anh em nào mà có ý định đăng ký chạy hay là đang chạy thì có thể tham khảo thêm ha, và cân nhắc. Nói chung là mình cũng không có bi ai cho gác hay là cũng không có ngăn cản cái việc anh em đăng ký chạy hết, đó là quyền của mọi người. Nhưng mà anh em cứ đăng ký chạy thì em phải cân nhắc thôi ha, để sau khi mình chạy thì mình cũng phải chấp nhận với thực tế hiện tại thôi, không có phàn nàn gì hết. Rồi thì theo cái tình hình hiện tại của mình thấy app mình, là anh em nào mà mình chạy mình hay chia sẻ mình cho coi app thì nó nổ khá là ổn đó. Nhưng mà tình hình Bình Dương ấy, không phải mấy hôm nay đâu mà chắc cũng là Tết tới giờ đó. Mà tại vì app của mình là hay chạy ở Sài Gòn á, mà cứ đặc biệt là hôm 4-5 năm hôm nay là cứ chiều là nó lại đẩy cho mình lên một cái khu vực mít ở trên Bến Cát hoặc là Thủ Dầu Một đó. Mà khi mà lên đó xong rồi thì cứ việc là ngồi chơi xơi nước thế thôi. Mặc dù app là từ sáng tới chiều chạy rất là nhiều cuốc xe, không hủy tỷ lệ hoàn toàn, tất cả mọi thứ đều rất là tốt đẹp luôn. Mà không có đơn thì anh em hiểu là như thế nào nữa ha. Cái thời gian mà khi mà khoảng 2 tuần nay á, là mình duy trì app là để cho mọi thứ nó quay về mức ok hết. Nó không có để mà tỷ lệ hủy hay nhận, chấp nhận khi nào mà mở app thì phải chạy, còn không mở app thì thôi, chứ không có mở app lên ngồi cuốc. Khi mà lên Thủ Dầu Một gọi là trung tâm luôn cũng vẫn đứng yên thôi đó. Thì mình sẽ mở cái app lên cho anh em coi ha. Mình nói có sách nó có chứng thì cho anh em tham khảo, rồi anh em nào mà có chung trường hợp thì có thể là chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Rồi ok, thì bây giờ anh em nhìn vô trên màn hình ha, mình sẽ mở cái app của mình lên đây. Có phần thu nhập ha, thì mình xin phép anh em mình che cái phần thu nhập lại ha. Thì liên quan tới tiền bạc thì nó nhiều vấn đề, nó mâu thuẫn lắm, cho nên là mình cũng không thích làm việc vấn đề tiền bạc ở trong đây. Mình chỉ chia sẻ là về cái quãng đường mà mình di chuyển khi mà lên khu Bình Dương á, nó không có đơn luôn chứ không phải là như thế nào ha. Thì như ngày 14 tháng 3 thì mình chạy từ 8:44 mà tới 6:03 nè, là mình sẽ có một cuốc xe từ ở Phan Văn Trang của Thủ Đức á lên đến mãi ở trên Phú Lợi Thủ Dầu Một ha. Thì ra mà cái giờ buổi chiều này á, lên Thủ Dầu Một cũng thích. Thích là tại vì anh em biết là cái buổi chiều mà giờ cao điểm này mà xuống Sài Gòn chạy rất là cực. Nhưng mà lên Bình Dương thì chạy thì bị vu đó. Đường này 8 mấy, 2 mấy cây chứ mình chạy nhanh lắm, tại vì đường nó thoáng mà. Khi mà lên đi, lên được một cuốc ở lên Phú Hòa ha, thì sau đó mình lại được một cuốc tiếp theo là 29.000. Lúc này mình cứ ngỡ là nó sẽ được đi quay về nhưng mà ai ngờ lại đi lên tiếp. Lên đây là lên cổng khu lịch Đại Nam nè đó. Rồi xong, khi mà lên ở trên cái tới cái cuốc xe này là kết thúc cuốc xe này là chắc phải 7:15. Thì từ 7:15 này mình ngồi, mình di chuyển ở cái giờ đó mình ngồi khoảng 15-20 phút, mình di chuyển mỗi đoạn mình ngồi nghỉ một chút vậy cho đến Thủ Dầu Một ngồi chắc khoảng 30 phút nữa. Thì tạm là ví dụ 7:15 mình ngồi khoảng 9 giờ là không nổ một đơn nào này. Em thấy mình vuốt xuống là không còn một đơn nào nữa, là về đến nhà là 9 giờ mấy, 20 mấy gần 30 cây để chạy xe về thôi đó. Còn cái ngày tiếp là ngày 13 này ha. Ngày 13 thì hôm nay cũng là một cuốc xe từ ở Thuận An mà mình đi lên mãi đến chợ Nhật Huy Bến Cát đó. Thì lúc này nó là 4:56 chiều, nhưng mình đi lên đó chắc phải là 5 giờ mấy rồi ha. Thì mình cũng đảo chắc phải tầm 2 tiếng hơn. Nói chung là cũng lòng vòng, các bạn biết lên đó không lẽ nào xe không chạy về liền rồi, cứ là hy vọng thôi. Mình cứ đảo thử có hay không thôi, mình cứ chờ, cứ mỗi đoạn thì mình cứ ngồi khu vực đông dân cư thì mình cứ ngồi thôi, kiểu như là hên xui thế thôi. Đó, nhưng mấy hôm nay là không biết là không có khách hay là do xui như thế nào thôi. Mặc dù là chạy rất là bình thường nha. Ngày hôm nay thì có ngày 13 này thì mình lại chạy ít cuốc do mình có chở khách quen á, đi công việc đó, thì vẫn không có đơn mà sẽ không trở về ha. Đây đây cũng là một cuốc từ ở Thủ Dầu Một ha. Đó, cũng lên Thủ Dầu Một là cuốc xe cuối cùng là cuốc 7:52 nè. Mình về tới nhà chắc hôm nay mình về tới nhà hình như là 10 giờ luôn á, hơn 10 giờ là ngồi cũng khoảng 2 tiếng nữa là cũng không nổ. Là đêm anh em biết là ban ngày mình chạy cũng rất là nhiều, 15-12 cuốc xe này, nhưng mà đến chiều là bắt đầu là Sài Gòn không nè, em thấy không, tất cả mọi thứ đều Sài Gòn mà, nhưng mà tới chiều là bắt đầu đẩy nó Thủ Dầu Một là nằm yên như thế không đó. Thì những ngày trước đâu cũng có đó, nhưng mà mình thấy là những 3 ngày gần nhau nay là mình cứ chiều là đẩy lên Thủ Dầu Một, chiều đẩy Thủ Dầu Một. Nhưng mình mai bố mình nếu mà chạy tiếp thì chắc mình phải hỏi tổng đài nữa, chứ không biết sao mà cái chiều là đẩy lên Thủ Dầu Một rồi bắt đầu là nhốt ở trên đó ha. Thì qua ngày thì mình chạy ở Sài Gòn là nó rất cực, rất là nắng rồi,
Đêm ví dụ tới giờ là chiều thì chạy nó có thưởng ở Sài Gòn này kia, thì mặc dù là kẹt xe nhưng mà nó có thưởng ngọc thì mà cút cũng nhiều nữa. Bắt đầu tới chiều là đẩy đi mất dép rồi lấy đâu nó mà chạy. Đó thì ha, thì mình chia sẻ là để cho một số anh em mà đang chạy cũ hoặc là anh em mới xem là tình hình anh em chạy ở khu Bình Dương thì như thế nào ha. Và khi mà mình giống như mình chạy nha, mình thấy một số anh em ở Sài Gòn đi lên Bình Dương rồi á, thì mình là cũng chạy xe không về thôi, mình thấy về thì mình cũng cặp gọi là cặp xe lại mình hỏi là như thế nào, thì cũng là ở Sài Gòn chạy lên thì anh em cứ xách xe không chạy về thôi. Đó, nói chung là thấy là hỏi khá là nhiều tài xế mà tài xế nào cũng báo là xách xe không chạy về. Thì một số anh em nào mà chạy chuyên ở khu Thủ Dầu Một hay là Bình Dương đó, thì tình hình mấy hôm nay hiện tại chạy như nào thì anh em có thể là comment vô để mọi người cùng tham khảo ha. Nhưng mà mình thấy cái khả năng là khách vắng là tài xế mà ế là cực kỳ phần trăm cao rồi đó. Vì rõ ràng là cái mật độ mà ở khu Bình Dương á thì nhu cầu vẫn có thôi, nó không cao, mà ngược lại thì người tài xế nó cũng khá là đông nữa. Tại vì có thể là anh em đăng ký nhiều á, cái phần buổi chiều á thì họ ra chạy cũng khá là nhiều. Số anh em mình đi làm về á ra là chạy thêm đó, thì nó lại đông tài xế mà nhu cầu nó lại hạn chế nữa, cho nên là mình nghĩ là sẽ hạn chế về vấn đề nhận cước ha. Đó, thì để mà anh em mới mà có cái vấn đề muốn đăng ký á, thì anh em cũng phải xem và cân nhắc ha. Mình vấn đề mình nói khá là nhiều rồi, để khi mà anh em chạy xong thì anh em cứ lại than phiền trách móc là chạy không có tiền hay như thế nào ha. Mình cứ chia sẻ trên quan điểm thực tế thôi, không có bia tròn gáp hay không gì nào hết. Nhiều số anh em cứ nói là mình lùa gà như thế nào á, anh em cứ suy nghĩ tiêu cực thôi. Ai bây giờ là xem cái vấn đề video đều cũng phải biết là xem họ nói như thế nào và mình phải cân nhắc lại vấn đề nghe, chứ không phải là ví dụ như mình nói như thế nào bạn nghe vậy cũng đâu phải. Ví dụ phải cân nhắc cái vực như thế nào, nhiều vấn đề nó tác động đó. Nhưng mà đó tên của mình đó, chia sẻ quan điểm thực tế, cho nên là bạn xem bạn cứ yên tâm, không có quảng cáo hay gáp gì hết, mình không nói thêm hay nói bớt vấn đề gì. Thì anh em cứ tham khảo trước khi mà đăng ký chạy ha. Còn anh em mà đang chạy rồi nhưng mà thu nhập hay như thế nào thì có thể là chia sẻ để cho mọi người mà có ý định đăng ký thì có thể là xem ở phần comment, họ có thể là biết được cái tỷ lệ như thế nào ha. Đó rồi, ok, thì video hôm nay mình chia sẻ chủ là cập nhật cái tình hình mà chạy khu vực Bình Dương hiện tại, và cũng xin ý kiến của anh em đang chạy xem như thế nào ha, nó có trùng khớp với những gì mình đã chia sẻ hay không. Rồi thì nói chung lại là cũng là thu nhập mình chạy để kiếm thêm thôi. Còn ví dụ như mình hoặc là một số anh em mà chạy chuyên á, là chạy là công việc chính á, thì nếu mà không có thu nhập thì nó cũng rất là khó khăn. Một số anh em mà ví dụ anh em chạy thêm á, bữa được bữa không thì nó vẫn đỡ hơn, anh em vẫn có cái nguồn thu nhập là chính, nó là công việc làm chính rồi đó, thì anh em chạy thêm thì nó tâm lý vẫn thoải mái. Chứ ví dụ như anh em tài xế mà chạy chuyên á, mà thu nhập mà kiểu ngày có mấy chục ngàn hay trăm ngàn đó là đau đầu lắm ha. Thì anh em cứ xem tham khảo đó. Rồi thì video mình cũng chia sẻ tới đây thôi, chúc tất cả mọi người